Và như vậy là trận đấu giữa câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và LP Bank Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức được bắt đầu. Trong hiệp 1 này thì các cầu thủ bên phía đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An, họ sẽ bảo vệ phần khung thành phía bên phải màn hình của quý vị và các bạn. Vẫn tiếp tục là nỗ lực của các cầu thủ LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Minh Vương, cơ hội đánh đầu, không vào. Một tình huống phối hợp có sự sắc nét đến từ LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Và dâng lên và tranh chấp tốt của Đình Hoàng. Tuy nhiên thì Châu Ngọc Quang đã đoạt được lại bóng. Châu Ngọc Quang sút bóng. Cú đá sau cuối của Châu Ngọc Quang không có được sự chính xác. Vẫn là như vậy, vẫn là những tình huống tranh chấp ở khu vực giữa sân sẽ mang tới những cơ hội cho cả Sông Lam Nghệ An cũng như là LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Olaha, cú đá khá nguy hiểm đến từ Olaha. Bóng đã không hướng về phía khung thành của thủ thành bên phía đội khách Trần Trung Kiên. Vẫn là các cầu thủ đội chủ nhà. Đường chuyền cho Olaha trả bóng lại. Sút bóng, khá nguy hiểm, cơ hội. Sự khác biệt đã được tạo ra bởi Ngô Văn Lương. 1-0 cho Sông Lam Nghệ An ở phút thứ 37. Chờ bóng vào, bóng hướng đến vị trí của Olaha. Khá tự tin sút bóng. Lại một cú ra chân nhanh đến từ cái chân trái của Quang Vinh. Xuân Kli sút thẳng, khá nguy hiểm. Và bắt bóng tốt của thủ thành Văn Việt. Tiếp tục là các cầu thủ LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Thanh Nhân, trọng tài thổi phạt Văn Huy. Văn Việt vẫn cho thấy sự chắc chắn của mình trong khung thành của đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Sĩ Hoàng đưa bóng vào trong, đánh đầu, không được. Pha lên bóng có sự sắc nét của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Ấn tượng nhất là quả treo bóng vào trong đến từ Sĩ Hoàng. Hy vọng vẫn còn cho LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Zaro nguy hiểm. Wow! Tuy nhiên thì lá cờ Việt vị đã được phất lên. Chúng ta vừa nói về những hy vọng cho LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Họ đã rất gần với điều đó. Và tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên từ trọng tài Đỗ Anh Đức. Cuối cùng thì Sông Lam Nghệ An cũng có được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.